nước mắt thôi. Khi mà mình đã lên Google mình search đó, yeah, mình chứng minh. Sau khi hồi nãy mình nói chuyện với Vũ Thanh á, mình nói à, anh ơi coi chừng đây là những cái tin giật gân, tin scandal của cuối năm. Rồi thì vừa trả lời cho Vũ Thanh xong thì có một cái cô phóng viên nhà báo điện thoại lại và cũng hỏi Hồng Tơ, anh Hồng Tơ ơi, anh có cảm xúc gì khi anh Chí Tài đã lìa bỏ là cõi trần? Thì Hồng Tơ mới nói là em ơi, có thật như thế không? Nếu mà có thật như thế thì anh mới nói được, chứ bây giờ thật sự anh cũng chưa có nắm được cái tin, bởi vì anh mới nghe anh Vũ Thanh điện thoại lại cho anh, rồi em điện thoại lại cho anh liền đó. Thế thì cô phóng viên đó cũng mới nói là đúng rồi đó anh à, là bởi vì cái tin này em đã xác nhận đây là sự thật, bởi vì do cái người quản lý của anh Chí Tài là trả lời là 100%. Thì cái từ chỗ đó thì anh mới nói lên cái cảm nghĩ của mình vào. Khi mà nói bổ nói là đúng sự thật 100% là tự nhiên cái nước mắt tự và hai cái mắt rồi, bắt đầu nó rơi. Tự nó nhiên... ngộ lắm, nó anh bị choáng nhẹ. Tất nhiên là nó mình thấy nó ngộ lắm, mình thấy cái nó rất là vô thường. Tại sao ảnh như thế mà mình chứ phải khi mà mình biết trước cái sự việc giống như ngày xưa, có những cái người mà mình biết có bệnh á, có cái bệnh gì đó, ví dụ như cái đó, bệnh này bệnh kia rồi thế nào cũng đi, thế nào cũng được. Nhưng mà tự nhiên mình nghe thì bạn nó mới quay mấy ngày mà cái người mình lại mến lại đưa clip mà mình chưa up nữa, chưa kịp up đó, tự nhiên cái mình thấy báo, mình thấy ủa gì kỳ á, chưa mà mình hỏi lại xác nhận, nó nói là tào lao nó không coi lại mấy cái báo nó phải báo lá cải không. Nhưng mà thật sự mà mình nói là một điều nè, trời ơi, mấy cái báo lớn lên không à, báo chính thống không à, mình đó, nói trời sợ vô thiệt, đúng thiệt, đau lòng thiệt, đang là ở Hóc Môn là tụi con chạy lên đây luôn. Bây giờ giống như mình nói cái chuyện bên Mỹ về thôi. Bây giờ mình nói cái chuyện mà ví dụ như bầu cử tổng thống đi, cho tới ngày hôm nay mình chưa có ngả ngũ, chưa có biết được ai là tổng thống, giữa ông Donald Trump và ông Biden, đúng không? Cho nên nhiều khi cái nói rồi lỡ mình nói mình là nghệ sĩ, đúng rồi. Tức là mình ở trong nghề mà mình nói bậy bạ một cái, đúng rồi. Mình nói bậy bạ một cái rồi cái anh em người ta nói là Hồng Tơ anh nói thì nãy chú có nói là nếu mà theo cái đúng là cái những người mà tôi truyền tải là với chú á là không có gì thay đổi thì chú Chí Tài thì chỉ là ở đây là một ngày để cho anh em nghệ sĩ viếng thôi, rồi xong sau đó là sau đó đưa anh về Mỹ, những người mến mộ đến viếng và sau đó là chú được về bên Mỹ hả chú hả? Đó là nghe, đó là nghe thôi, nghe là Hồng Tơ nghe những người thân cận của anh Chí Tài, là những người đã từng làm việc với anh Chí Tài cũng như quản lý với anh Chí Tài. Nhưng mà con theo con nghĩ gì nè, là nếu mà cái mùa Covid này không biết là cái chuyện mà đi lại cái vấn đề nó khó không? Theo chú nghĩ đó là mình không nói là đúng hay sai, nhưng mà nó là theo mình cảm nghĩ thôi. Nhưng mà theo cái mà quyết định của ở Việt Nam mình đó, thì giờ bài chống dịch Covid đó, thì Thủ tướng Chính phủ đã ra những cái chỉ thị là có nghĩa là tất cả những cái chuyến hàng không, không ở nước ngoài không được về, có nghĩa là không được đáp ở sân bay của Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam cũng có thể đi, mình nghĩ là ở Việt Nam có thể đi được. Chắc có lẽ cơ quan chức năng có nghĩa là nhiều khi nghĩa tử á, cái nghĩa tử là nghĩa tận, người ta có thể giải quyết. Đúng rồi, ví dụ mình nghĩ như thế. Theo mình nghĩ là nghĩ cái nghĩa tử nghĩa tận là bệnh nặng thêm hay như nào. Nhưng mà cái này tự nhiên cái mà mới diện đó mà tự nhiên nó bất ngờ, đúng là cái đột. Giống như mình nói, mình phân tích giữa Mai Phương. Giống như giữa Mai Phương thì khi mà người ta cũng đã biết Mai Phương thế nào một lúc nào đó rồi Mai Phương cũng sẽ đi. Còn cái sự đột ngột giống như anh Vũ, giống như Vũ Lộc, giống như về thậm chí như anh Chí Tài này đó, giống như cái trường hợp mà ngày xưa mà của diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh vậy. Cái dạng nó vậy, nó có những cái bất ngờ, cho nên cái sự hụt hẫng của cái người hâm mộ đối với cái người ra đi nó có một cái gì đó nó trào dâng, nó cảm xúc, đúng không chú? Giống như con vậy đó, giống như chú là người bạn, còn con là khán giả mà người mến mộ nữa, mà tự nhiên cái ví dụ chú nghe người bạn đang ngồi với uống trà đi chú ấy vậy, mới hôm qua hôm kia uống cà phê với nó mà tự nhiên cái gì kỳ ấy, mày có lộn với ai không vậy? Còn mình đây là mình cái người khán giả, mình sẽ nói câu xàm nữa, đưa clip vừa up nữa mà ở đâu ra. Đúng rồi, nghĩ báo lá cải không? Thấy nó quá trời là tôi báo lá cải không? Nghĩ báo lá cải không? Nhưng mà rốt cuộc chú ơi, thôi cái này là cái cõi vĩnh hằng mà cuộc sống của người ta là ai cũng vậy. Đúng rồi, ai cũng vậy. Đó là quy luật của tạo hóa. Nhưng mà cái giới của chú Chí Tài á, tức là cái người sống là chỉ đem niềm vui, và cái người nếu mà cái lúc chú đang sống là không bao giờ scandal bất kỳ cái gì hết. Nhưng mà chú Hoài Linh hay giỡn hoài, ăn là đừng để chú Chí Tài trả tiền đó là vậy. Nhưng mà cái đó là cái niềm vui với nghệ sĩ thôi, tiền nó không là gì cả đối với cái tình cảm anh em. Nhưng mà con nghĩ một điều á, chú Hoài Linh hay chú bất kỳ ai cũng vậy, gặp chú Chí Tài chắc con nghĩ ai cũng quý hết á. Đối với con, cái người mà mến mộ thôi mà con đã cảm thấy là cái người mà mình yêu thích và mến mộ á, mà họ đã giống như là cái người hoàn chỉnh đến như vậy thì tức là mình ra đi mình gọi là ngỡ ngàng và hụt hẫng. Nên là tụi con từ Hóc Môn chạy lên đây. Ở đây á, có những quý vị á, có những quý vị nhiều khi có những quý vị biết, và thường thường anh em ở trong nghề thì người ta biết nhiều, nhưng mà khán giả thì thật sự á, là có người biết người không. Anh Chí Tài ngày xưa ảnh là một nhạc công, đúng chính xác, ảnh đánh guitar. Dạ. Nhưng mà tại vì cái thời điểm mà lúc ở hải ngoại đó, và những cái người diễn viên mà để bước lên sân khấu để mà làm nghệ thuật đó thì nhiều khi thiếu, nhiều lắm, hiếm, nó không được. Cho nên có một số anh em người ta nhờ anh Chí Tài, rồi bắt đầu anh Chí Tài làm như là nó có cái duyên, ảnh có cái duyên với cái bên cái hài này. Cho nên là từ cái chỗ đó ảnh đi làm nhạc công bao nhiêu năm không có tên tuổi, nhưng mà khi ảnh chuyển qua cái hài là bắt đầu cái tên Chí Tài bắt đầu là Hoài Linh bắt đầu bộc phát lên luôn. Là nhưng mà chú Chí Tài á, chú diễn cái được có cái duyên tự nhiên, chú nói là mắc cười, là chú nói là mắc cười, dạ chú là không có cần diễn gì nhiều, chỉ cần nói phát ra là mắc cười liền. Anh á, là thật sự là anh chuyên môn đó, anh có một cái làm bài, anh có làm bài cho những người em xung quanh, làm cái bàn để xung quanh để cho để tạo, để gây, giống như mình nói mà giống như mình nói ở cái đó là sân khấu, còn giống như mình nói cái sân cỏ đó, nói là sân cỏ là giống như cái người thiết kế bóng vậy đó, người thiết kế bóng đưa qua một cho cái một người, cái điều kiện sáng giá đó, cho cái tiền đạo đã vô, mà thực chất là cái người sáng tạo, cái người thiết kế này là rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà anh đưa tầm bậy tầm bạ là không đúng cái gơ là người ta đã giật lắm đó. Cho nên đó là anh Chí Tài là một trong những cái người mà phải nói là hát là rất hợp với tất cả các anh em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chú có hay cái là ví dụ như trong cái nội dung, trong cái chuyện hài đó, nhưng mà không có những cái phút gây cười, những cái đờn của chú cũng gây cười. Chú có thể là bi cũng được mà vui, bi cũng được, vui cũng được mà nó là thảm cũng được. Tức là cái đờn của chú là làm nên tất cả. Đó là những cái tình cảm mà chú với con ha, tại Vượng Sưng chú với con, tại vì chú thì con đó là con tôn trọng chú, đó là nó kêu anh đi ha, anh giống như anh với em. Thì có những cái khoảnh khắc mà gặp gỡ anh Chí Tài mà đem lại những cái kỷ niệm mà thật sự mà nói là cây guitar làm nên tất cả. Hầu như là anh Chí Tài có cái hài nhất và cái vui nhất mà nhiều khán giả yêu ảnh nhất á. Mình cũng mất cũng 2-3 năm dỗ ngày thứ 3 rồi là Khánh Nam. Dạ, Khánh Nam cũng duyên dáng lắm, cũng là một cái đứa em rồi, nó cũng lại là nó đi nó rất sớm ở cái lúc đó là nó đi ở cái tuổi 56. Dạ, chú Khánh Nam thì quá đã rồi. Chú Khánh Nam nè, kết hợp với cái gì anh Vũ là gì rễ làm gì rễ nhưng mà cái hài mà gọi là duyên dáng nhất đó là cái gì chằng rễ hay là cái gì rễ đó, hai người cái vụ đó mà kết qua kết lại mà hay quá trời hay. Nhưng mà cuối cùng hai nghệ sĩ cừ cụ trong giới nghệ sĩ của mình. Thực sự ra trong giới nghệ sĩ bây giờ thì tức là hài mà gây cười hoặc là cười liền, cười mà không nhớ thì rất là nhiều, nhưng mà mình không dám nói cái gì hết. Nhưng mà mỗi cái thời điểm nó mỗi có khác, nhưng mà mình chỉ nói là trong cái thời điểm này và những cái cô chú anh nghệ sĩ lớn tuổi chúng ta thì phải ghi nhớ, tại vì cái thời điểm chúng ta nhỏ, nghệ sĩ tự nhiên đứng trên cái dàn sân khấu bao nhiêu phồn hoa tự nhiên giờ. Anh Tài em quên, Chí Tài anh tuổi hợi á, 62. Tài lớn không? Dạ. Tài lớn không? Dạ không, anh Chí Tài lớn hơn Hồng Tơ tuổi. Đời 61. Rồi anh Tơ thấy không? Cái đời nghệ sĩ á, họ đứng giữa bao nhiêu cái hào quang. Nhưng mà ngày mất bây giờ nè, còn gì nữa không? Còn biết gì nữa không? Mọi người đều quyết định. Mà con hãy muốn biết là chú Chí Tài ở đây có người thân hay có gia đình hay không, mà với anh em nghệ sĩ lúc đó được. Giống hồi nãy trả lời á. Dạ dạ. Có nhà anh Chí Tài sao ảnh đi về đây sống để làm nghề cùng với tất cả những người thân thương mà bên cạnh ảnh đó là Hoài Linh là cái người thân cận nhất với ảnh, đồng thời thì cũng như mấy đứa em út của ảnh là bên nhóm Nụ Cười Mới. Ngoài ra là những bạn bè nữa thì anh sống với ảnh một mình thôi, vợ con thì ở bên kia hết, vợ con thì ở bên kia hết. Giờ đang là thủ tục bây giờ một mình lạnh lẽo vậy đó, nhưng mà không biết cái thủ tục sau đây anh ta. Cái đó mình không nắm rõ. Dạ. Vấn đề thủ tục á, vấn đề thủ tục sau khi làm thủ tục xong xuôi rồi còn phải có cái chuyến bay hay không. Dạ. Người ta có cho. Bây giờ nó dịch nó đang bùng phát. Tất cả các đang dịch đó. Dạ. Đang cái dịch nó đang bùng phát. Ảnh hưởng. Anh em nào có những hỏi nào đặt hay cho anh Hồng Tơ thì đặt đi nha. Mình tự nhiên mình cảm xúc quá cái mình không nói được, tự nhiên cái muốn ngọng mẹ nó rồi. Chiều nghe thấy chú Hồng Tơ, khi mà chú nghe tin của chú Chí Tài qua ra đi đồng hồ, chú cảm thấy như thế nào? Tất nhiên như tất cả mọi người thôi, bởi vì anh Tài anh đang khỏe mạnh mà tự nhiên người anh bị đột quỵ, anh đi bất ngờ thì ai cũng có một cái choáng, một cái gọi là giống như là nó mình không thể nào tin vào trong cái tay là nghĩ rằng anh Chí Tài anh đi. Đó là cái tâm lý của mỗi con người dù thân hay là không thân. Rồi đó ai cũng bất ngờ khi này ra nước của chú hả? Không thực sự ra nói là xin phép anh. Dạ rồi, ok thôi video ra thì cũng kết thúc, là để cho nghệ sĩ Hồng Tơ ngồi để cảm nhận và có